Thank you, Lord. Chương 8. Kế đó, đức Chúa Giêsu đi thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, giảng dạy và rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời. Có 12 sứ đồ ở với ngài, cũng có mấy người đàn bà đi theo ngài, là những người đã được cứu khỏi quỷ dữ và chữa khỏi bệnh. Mary gọi là Madeleine, từ người bãi quỷ dữ đã ra. Janne vợ Chusa là quan nội vụ của vua Herod. Susanne và nhiều người khác nữa giúp của cải cho ngài. Khi có đoàn dân đông nhóm lại và người hết thảy các thành đều đến cùng ngài, thì ngài lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng: người gieo đi ra để gieo giống mình khi vải giống một phần giống rơi ra dọc đường bị dày đạp và chim trời xuống ăn hết một phần khác rơi ra nơi đất đá sỏi khi mới mọc lên liền héo đi vì không có hơi ẩm một phần khác rơi vào bụi gai gai mọc lên với hột giống làm cho nghẹt ngòi lại có một phần khác rơi xuống nơi đất tốt thì mọc lên và kết quả một thành trăm đương phán mấy lời đó ngài kêu lên rằng ai có tai mà nghe hãy nghe. Môn đồ hỏi Ngài thí dụ ấy có nghĩa gì? Ngài đáp rằng, đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu nhiệm nước Đức Chúa Trời. Xong, với kẻ khác thì dùng thí dụ mà nói, để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Này, lời thí dụ đó nghĩa như vậy. Hột giống là đạo Đức Chúa Trời. Phần rơi ra dọc đường là những kẻ đã nghe đạo nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo từ trong lòng họ e rằng họ tin mà được cứu chăng phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo bèn vui mừng chịu lấy nhưng họ không có rễ chỉ tin tạm mà thôi nên khi sự thử thách xảy đến thì họ tháo lui phần rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe đạo nhưng rồi đi để cho sự lo lắng giàu sang sung sướng đời này làm cho đạo phải nghẹt ngòi đến nỗi không sanh trái nào được chín song phần rơi vào nơi đất tốt là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo gìn giữ và kết quả một cách bền lòng không ai đã thắp đèn lại lấy thùng úp lại hay là để dưới giường nhưng để trên chân đèn hầu cho ai vào nhà đều thấy sáng thật không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra. Vậy, hãy coi chừng về cách các ngươi nghe. Vì kẻ đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Mẹ và anh em Đức Chúa Giêsu đến tìm Ngài, sống vì người ta đông lắm nên không đến gần Ngài được. Vậy, có kẻ báo cho Ngài biết rằng mẹ và anh em Thầy ở ngoài muốn thấy Thầy nhưng ngài đáp rằng mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo đức Chúa trời và làm theo đạo ấy. Một ngày kia ngài xuống thuyền với môn đồ mà phán rằng hãy qua bên kia hồ rồi đi. Khi thuyền đương chạy thì ngài ngủ. Có cơn bão nổi lên trong hồ nước vào đầy thuyền đường nguy hiểm lắm. Môn đồ bèn đến thức ngài dậy rằng thầy ôi. Thầy ơi, chúng ta chết. Nhưng Ngài vừa thức dậy khiến gió và sóng phải bình tĩnh, thì liền bình tĩnh và yên lặng như tờ. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, Đức tin các ngươi ở đâu? Môn đồ sợ hãi và bỡ ngỡ nói với nhau rằng, Người này là ai khiến đến gió và nước mà cũng phải vâng lời người? Kế đó, ghé vào đất của dân Yerashe, ngang xứ Galilea. Khi Đức Chúa Giêsu lên bờ, có một người ở thành ấy bị nhiều quỷ ám đi gặp Ngài. Đã lâu nay, người không mặc áo, không ở nhà, song ở nơi mồ mả. Người ấy vừa thấy Đức Chúa Giêsu thì la lên in ỏi và đến gieo mình nơi chân Ngài, nói lớn tiếng rằng, Lại Đức Chúa Giêsu con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự chi chăng, tôi cầu xin Ngài đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giêsu đang truyền cho tà ma phải ra khỏi người đó, mà nó ám đã lâu. Dầu họ giữ người, xiềng và còng chân lại, người cứ bẻ xiềng tháo còng và bị quỷ giữ đem vào nơi đồng vắng. Đức Chúa Giêsu hỏi người rằng, mày tên gì? Người thưa rằng quân đội, vì nhiều quỷ đã ám vào người. Chúng nó bèn cầu xin Đức Chúa Giêsu đừng khiến mình xuống vực sâu. Và ở đó có một bầy heo đông đương ăn trên núi các quỷ xin Đức Chúa Giêsu cho chúng nhập vào những heo ấy. Ngài bèn cho phép. Vậy, các quỷ ra khỏi người đó nhập vào bầy heo. Bầy heo từ trên bậc cao đâm đầu xuống hồ và chết chìm. Các kẻ chăn heo thấy vậy chạy trốn đồn tin ấy ra trong thành và trong nhà quê. Thiên hạ bèn đổ ra xem việc mới xảy ra khi họ đến cùng Đức Chúa Giêsu thấy người mà các quỷ mới ra khỏi ngồi dưới chân Đức Chúa Giêsu mặc áo quần bộ tỉnh táo thì sợ hãi lắm. Những người đã xem thấy sự lạ đó thuật lại cho thiên hạ biết người bị quỷ ám được cứu khỏi thế nào. Hết hãy dân ở miền người Gerase xin Đức Chúa Giêsu lìa khỏi xứ họ vì họ sợ hãi lắm. Ngài bèn xuống thuyền trở về. Người đã khỏi những quỷ ám xin phép ở với Ngài, nhưng Đức Chúa Giêsu biểu về mà rằng: "Hãy về nhà ngươi, thuộc lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi." Vậy người ấy đi đồn khắp cả thành mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình. Khi trở về, có đoàn dân đông rước ngài vì ai nấy cũng trông đợi ngài. Có người ca nhà hội tên là Gia-ru đến sắp mình xuống nơi chân Đức Chúa Giêsu xin ngài vào nhà mình vì người có con gái một 12 tuổi gần chết khi Đức Chúa Giêsu đang đi, dân chúng lấn ép ngài tứ phía. Bây giờ có một người đàn bà đau bệnh mất huyết 12 năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc, không ai chữa lành được. Đến đằng sau ngài, rờ trôn áo, tức thì huyết cầm lại. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Ai rờ đến ta? Ai nấy đều chối. Phi-a-rơ và những người đồng bạn thưa rằng: Thưa thầy, đoàn dân vây lấy và ép thầy. Đức Chúa Giêsu phán rằng, có người đã rờ đến ta vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra. Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa thì run sợ đến sấp mình xuống nơi chân ngài, tỏ thật trước mặt dân chúng vì cớ nào mình đã rờ đến và liền được lành làm sao. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi, hãy đi cho bình an. Ngài còn đương phán, có kẻ ở nhà người ca nhà hội đến nói với người rằng, Con gái ông chết rồi, đừng làm phiền thầy chi nữa. Xong Đức Chúa Giêsu nghe vậy phán cùng Gia Ru rằng, Đừng sợ, hãy tin mà thôi, thì con ngươi sẽ được cứu. Khi đến nhà, Ngài chỉ cho phi rơ Gia Cơ, Văn và cha mẹ con ấy vào cùng Ngài. Ai nấy đều khóc lóc than vãn về con đó. Nhưng Ngài phán rằng, đừng khóc, con này không phải chết, xong nó ngủ. Họ biết nó thật chết rồi, bèn nhạo bán ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu cầm lấy tay con ấy gọi lớn tiếng lên rằng, Con ơi, hãy chờ dậy. Thần linh bèn hoàng lại, con ấy chờ dậy liền, rồi ngài truyền cho nó ăn. Cha mẹ nó lấy làm lạ, nhưng ngài cấm nói lại sự xảy ra đó với ai. Chương 6 Đức Chúa Giêsu đi khỏi đó đến quê hương mình, có các môn đồ cùng đi theo. Đến ngày sa bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội. Thiên hạ nghe Ngài lấy làm lạ mà nói rằng, Người bởi đâu được những điều này? Sự khôn sáng mà người được ban cho là gì? Và thể nào tay người làm được những phép lạ dường ấy? Có phải người là thợ mộc, con trai Marie anh em với gia cơ yose yude và simon chăng chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư chúng bèn vấp phạm vì cớ ngài xong đức chúa giêsu phán cùng họ rằng đấng tiên tri chỉ bị quê hương mình bà con mình và trong nhà mình khinh dễ mà thôi ở đó ngài không làm phép lạ nào được chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm và ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin. Rồi Ngài đi khắp các làng gần đó mà giảng dạy. Ngài bèn kêu 12 sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma. Ngài truyền cho sứ đồ đi đường đừng đem chi theo hết, hoặc bánh, hoặc bao, hoặc tiền bạc trong dây lưng. Chỉ đem một cây gậy mà thôi, chỉ mang dép, đừng mặc hai áo. Ngài phán cùng sứ đồ rằng, hãy nhà nào các ngươi sẽ vào hãy cứ ở đó cho đến khi đi nếu có chỗ nào người ta không chịu tiếp các ngươi và cũng không nghe các ngươi nữa thì hãy đi khỏi đó và phủi bụi đã dính chân mình để làm chứng cho họ vậy các sứ đồ đi ra giảng cho người ta phải ăn năn đuổi nhiều ma quỷ sức dầu cho nhiều kẻ bệnh và chữa cho được lành và vua Herod nghe nói về Đức Chúa Giêsu vì danh tiếng Ngài đã nên lừng lẫy thì nói rằng, Giăng là người làm phép bắt tim đã từ cái chết sống lại, cho nên tự người làm ra các phép lạ. Người thì nói, ấy là Eli. Kẻ thì nói, ấy là đấng tiên tri như một trong các đấng tiên tri đời xưa. Nhưng Herod nghe vậy thì nói rằng, ấy là Giăng mà ta đã truyền chém người đã sống lại. Số là Herod đã sai người bắt dân và truyền xiềng lại cầm trong ngục bởi cớ Herodia, vợ Philip, em vua, vì vua đã cưới nàng và dân có can vua rằng vua không nên lấy vợ em mình. Nhưng đó Herodia căm dân muốn giết đi nhưng không thể giết vì Herod sợ dân biết là một người công bình và thánh. Vua vẫn gìn giữ người khi nghe lời người rồi lòng hằng bối rối mà vua bằng lòng nghe. Nhưng vừa gặp dịp tiện là ngày sinh nhật Herod, vua đãi tiệc các quan lớn trong triều, các quan võ cùng các người tôn trưởng trong xứ Galilee. Chính con gái Herodia vào, nhảy múa, đẹp lòng Herod và các người dự tiệc nữa. Vua nói cùng người con gái ấy rằng: Hãy xin ta điều chi người muốn, ta sẽ cho vua lại thề cùng nàng rằng, bất kỳ ngươi xin điều chi ta cũng sẽ cho, dù xin phân nửa nước ta cũng vậy. Nàng ra khỏi đó, nói với mẹ rằng, tôi nên xin điều chi? Mẹ rằng, cái đầu của dân bắp tít. Tức thì nàng vội trở vào nơi vua mà xin rằng tôi muốn vua lập tức cho tôi cái đầu dân bắp tít để trên mâm. Vua lấy làm buồn rầu lắm, nhưng vì cớ lời thề mình và khách dự yến thì không muốn từ chối nàng. Vua liền sai một người lính thị vệ truyền đem đầu văn đến. Người ấy đi chém văn trong ngục, rồi để đầu trên mâm đem cho người con gái, và người con gái đem cho mẹ mình. Môn đồ văn nghe tin, đến lấy xác người, chôn trong mã. Các sứ đồ nhóm lại cùng Đức Chúa Giêsu thuật cho Ngài mọi điều mình đã làm và dạy Ngài phán cùng sứ đồ rằng, Hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút. Vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn. Vậy Ngài và sứ đồ xuống thuyền, đặng đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ. Nhưng nhiều người thấy đi thì nhìn biết. Dân chúng từ khắp các thành đều chạy bộ đến nơi Chúa cùng sứ đồ vừa đi và đã tới đó trước. Bây giờ, đức Chúa Giêsu ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm, thì ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn. Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. Trời đã chiều, môn đồ tới gần ngài mà thưa rằng: chỗ này là vắng vẻ và trời đã chiều rồi, xin cho dân chúng về để họ đi các nơi nhà quê và các làng gần đây, đặng mua đồ ăn. Ngài đáp rằng: chính các ngươi phải cho họ ăn môn đồ thưa rằng, chúng tôi sẽ đi mua đến 200 đơn nhiên bánh để cho họ ăn hay sao? Ngài hỏi rằng, các ngươi có bao nhiêu bánh, hãy đi xem thử. Môn đồ xem xét rồi thưa rằng, năm cái bánh và hai con cá. Ngài bèn truyền cho môn đồ biểu chúng ngồi xuống hết thảy từng chòm trên cỏ xanh. Chúng ngồi xuống từng hàng, hàng thì một trăm, hàng thì năm chục. Chúa Giêsu lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ đặng phát cho đoàn dân, lại cũng chia hai con cá cho họ nữa. Ai nấy ăn no nê rồi, người ta lượm được 12 giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại. Và số những kẻ đã ăn chừng năm ngàn người. Rồi Ngài liền dục môn đồ vào thuyền, qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bethsaida, trong khi Ngài cho dân chúng về. Ngài lìa khỏi chúng rồi thì lên núi mà cầu nguyện. Đến tối, chiếc thuyền đương ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất. Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm vì gió ngược. Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ và muốn đi trước. Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển ngờ là ma nên la lên, vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. Nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng, Hãy yên lòng, ta đi, đừng sợ chi. Ngài bèn bước lên trên thuyền với môn đồ thì gió lặng. Môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa vì chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh bởi lòng cứng cỏi. Khi ngài và môn đồ đã qua khỏi biển đến xứ Genesareth thì ghé thuyền vào bờ. Vừa ở trong thuyền bước ra, có dân chúng nhận biết ngài chạy khắp cả miền đó, khiêng những người đau nằm trên giường Hãy nghe ngài ở đâu thì đem đến đó. Ngài đến nơi nào hoặc làng, thành hay là chốn nhà quê, người ta đem người đau để tại các chợ và xin ngài cho phép mình ít nữa được rờ đến chôn áo ngài. Những kẻ đã rờ đều được lành bệnh cả.